Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Một phụ nữ gốc Việt tham gia vụ tấn công điện Capitol bị khởi tố. Ngày 17 tháng 9, VOA tiếng Việt cho biết cô gái người Việt bị khởi tố vì tham gia vụ bạo loạn tấn công điện Capitol. Theo đó, một phụ nữ gốc Việt ở bang Illinois của Mỹ vừa bị nhà chức trách liên bang khởi tố vì tham gia vụ bạo loạn tấn công tòa nhà Quốc hội Mỹ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Làm gián đoạn việc chứng nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. VOA dẫn hồ sơ khởi tố liên bang cho biết, Nhi Ngọc Mai Lê, 26 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 9 về cáo buộc xâm nhập trái phép tòa nhà bị hạn chế, có hành vi gây mất trật tự và gây rối, cũng như diễu hành, thị uy hoặc biểu tình trong tòa nhà Điện Capitol. Hình ảnh bài trên VOA. Các cáo buộc được đệ trình sau khi có tin mật báo nặc danh gửi tới Trung tâm Hoạt động Đe dọa Quốc gia của Cục Điều tra Liên bang FBI, lưu ý nhà chức trách về Facebook của cô Nhi Ngọc Mai Lê. VOA cho biết ban đầu, cô Lê phủ nhận tham gia xâm nhập Điện Capitol Hoa Kỳ, trong khi một phiên họp chung của hai viện quốc hội đang diễn ra, chứng nhận kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, dù có thừa nhận là đã tham dự một cuộc biểu tình Stop the Steal ủng hộ Tổng thống Donald Trump vài giờ trước đó. Sau đó, cô Nhi Ngọc Mai Lê thừa nhận đã xâm nhập Điện Capitol sau khi được cho xem chính những nội dung mà cô đăng lên Facebook và những đoạn tin nhắn của cô mà nhà chức trách liên bang cho biết. Theo VOA, trong một bài đăng trên Facebook ngày 4 tháng 1 năm 2021, cô Nhi Ngọc Mai Lê so sánh việc những người ủng hộ ông Trump ở Mỹ tụ tập biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử mà trong đó ông thất cử, giống như việc người dân ở Việt Nam xuống đường biểu tình chống đặc khu, bảo vệ Trường Sa, Hoàng Sa và bị nhà chức trách đánh đập. Nhưng giờ đây, sự việc tương tự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, thiên đường và là quê hương thứ hai của mình, một đất nước tự do đang bị tấn công bởi những thế lực ngầm, cô Nhi Ngọc Mai Lê nói trong bài đăng. Hiện giờ chỉ góp một phần nhỏ, làm những điều tối thiểu mình có thể làm để cứu nước Mỹ. Tiền có thể kiếm lại, nhưng những ngày giây phút như thế này thì chỉ có một lần trong đời mà thôi. Chiến đấu, tới cùng, tự do hoặc chết. Vẫn theo VOA, hồ sơ khởi tố dẫn ra những đoạn video từ Điện Capitol Hoa Kỳ cho thấy cô Nhi Ngọc Mai Lê ngồi trên tay vịn bên ngoài của tòa nhà và kêu gọi những người bạo loạn tiến vào trong Điện Capitol. Sau đó, cô được nhìn thấy bên trong tòa nhà. Hình ảnh cô Nhi Ngọc Mai Lê trong Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hồ sơ cũng nêu chi tiết các tin nhắn và video trên Facebook được gửi giữa cô Nhi Ngọc Mai Lê và những người khác, trong đó cô nói là cô đã trèo tường để vào Điện Capitol, đi vào bên trong của tòa nhà và bị xịt hơi cay. Theo hồ sơ, những video mà cô gửi trong cuộc trò chuyện cho thấy cô đang ở bên trong Điện Capitol. VOA dẫn tin từ một đài truyền hình địa phương ở Chicago cho biết, khi phóng viên của họ liên lạc với cô Nhi Ngọc Mai Lê hôm 13 tháng 9, cô nói cô không biết gì về vụ án hình sự nhắm vào mình. Dù thứ sáu tuần trước, vào ngày 8 tháng 9, cô đã bị bắt. Một luật sư biện hộ công chúng liên bang được phân công thụ lý vụ án của cô Nhi Ngọc Mai Lê không phản hồi email của đài địa phương nói trên yêu cầu bình luận. Hồ sơ đăng ký cấp tiểu bang cho thấy cô Lê quản lý một tiệm làm móng ở Aurora, nằm ở khu vực ngoại ô Chicago. Sau sự kiện ngày 6 tháng 1, cô Nhi Ngọc Mai Lê được nhập quốc tịch Mỹ. Theo những hình ảnh mà cô đăng tải trên Facebook của mình vào ngày 3 tháng 12 năm 2021, đài truyền hình ở Chicago cho biết, VOA dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết cô Lê là một trong số 1.146 bị cáo đã bị buộc tội liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol. Hơn 525 người bị tuyên có tội và hơn 65 người đã bị kết tội. Phiên tòa đầu tiên của cô dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 9 trước thẩm phán sơ thẩm Robin Meriwether của khu vực thủ đô Washington. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Một phụ nữ gốc Việt tham gia vụ tấn công Điện Capitol và bị khởi tố. Nga, Triều xích lại gần nhau khiến Trung Quốc lo lắng. Ngày 16 tháng 9, VOA tiếng Việt có bài bình luận Trung Quốc có thể lo lắng trước mối quan hệ Nga-Triều. Theo đó, các chuyên gia cho biết Trung Quốc theo dõi hội nghị thượng đỉnh lịch sử Nga-Triều tuần này từ bên lề và lo ngại rằng quốc gia khách hàng lâu năm của họ ở Bình Nhưỡng có thể tuột khỏi tầm kiểm soát của họ. VOA nhận xét Trung Quốc và Nga, các nước xã hội chủ nghĩa chuyên quyền, đã hỗ trợ lẫn nhau trong nhiều thập niên. Hai bên trở nên thân thiết hơn bao giờ hết khi tìm cách chống lại Mỹ và các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á. Nhưng các chuyên gia cho rằng sự chuyển hướng của Triều Tiên hướng về Moscow có thể khiến Bắc Kinh cảm thấy như thể ông Kim đã tìm được người theo đuổi mới. VOA cho hay,
Bình Nhưỡng và Moscow có những nhu cầu về mục tiêu quân sự chung của họ. Ông Putin cần đạn pháo và đạn dược để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Hình ảnh bài bình luận trên VOA. Ông Kim cần sự trợ giúp về mặt công nghệ để đưa một vệ tinh do thám vào quỹ đạo sau những nỗ lực bị thất bại vào tháng 5 và tháng 8 năm nay. Theo VOA, trước cuộc gặp, ông Putin đã đưa ông Kim đi tham quan sân bay vũ trụ và gợi ý sẽ cung cấp công nghệ vệ tinh mà ông Kim đang cố gắng hoàn chỉnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây, ông Putin nói. Cũng trước cuộc gặp đó, ông Kim nói Bình Nhưỡng sẽ sát cánh cùng Moscow trong cuộc chiến chống lại các thế lực bá quyền và cam kết cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ và vô điều kiện cho mọi biện pháp mà Nga thực hiện trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Putin nói trước cuộc gặp trực tiếp rằng ông dự định thảo luận với ông Kim về các vấn đề bao gồm kinh tế, viện trợ nhân đạo và tình hình trên bán đảo Triều Tiên. VOA dẫn hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, tại buổi tiếp sau khi cuộc hội đàm, ông Putin đã chấp nhận lời mời của ông Kim đồng ý tới thăm Bình Nhưỡng. VOA cho biết là nhà cung cấp viện trợ chính và đối tác thương mại hàng đầu của Triều Tiên. Trung Quốc trong nhiều năm đã nắm giữ đòn bẩy đáng kể đối với Bình Nhưỡng. Nhưng bây giờ, các chuyên gia cho rằng Bắc Kinh có thể cảm thấy lo lắng rằng Bình Nhưỡng đang nghiêng quá nhiều về Moscow và bắt đầu tuột khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. VOA dẫn lời ông Gary Samore, cựu điều phối viên Tòa Bạch Ốc về kiểm soát vũ khí và vũ khí hủy diệt hàng loạt dưới thời chính quyền Obama, cho biết. Một mặt, Bắc Kinh muốn ông Putin sống sót trong cuộc chiến Ukraine, vì vậy họ có thể hoan nghênh viện trợ quân sự của Triều Tiên cho Nga. Mặt khác, Bắc Kinh có thể lo lắng rằng việc Nga chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến cho Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và củng cố thêm liên minh Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hình ảnh thông tin về chuyến thăm của ông Kim Jong-un đến Nga. VOA đề cập đến hội nghị thượng đỉnh tại trại David, Mỹ vào tháng 8 vừa qua. Tại đó, Washington, Seoul và Tokyo đã đồng ý tăng cường phòng thủ chống lại Triều Tiên, đồng ý tổ chức các cuộc tập trận ba bên thường xuyên và chia sẻ dữ liệu cảnh báo phòng thủ phi đạn đạo sống động. VOA dẫn quan điểm của các chuyên gia cho rằng Trung Quốc không muốn sánh ngang với Nga trong việc cung cấp công nghệ vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên. Bắc Kinh không muốn làm xấu đi hình ảnh quốc tế của mình bằng cách hỗ trợ một quốc gia bị ruồng bỏ, có nguy cơ làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ với Mỹ và có nguy cơ trở nên bị cô lập như Nga. VOA dẫn lời ông Ken Gorse, giám đốc các dự án đặc biệt cho chương trình, phân tích chính sách và chiến lược tại tổ chức nghiên cứu CNA và là chuyên gia về lãnh đạo Triều Tiên, cho biết họ không thể đi quá xa về các vấn đề quốc phòng ở Đông Bắc Á vì nó có thể có tác động tiêu cực đến những gì họ đang làm trên thế giới, bao gồm cả sáng kiến vành đai và con đường toàn cầu của Bắc Kinh. Ông Gorse cho biết Bắc Kinh có thể sẽ sử dụng đòn bẩy kinh tế của mình với Nga để ngăn cách Moscow gây nguy hiểm cho an ninh của Đông Bắc Á khi cung cấp cho Bình Nhưỡng tất cả các loại công nghệ nhạy cảm. Vẫn theo VOA, Nga đã trở nên phụ thuộc về mặt kinh tế vào Trung Quốc kể từ khi xâm lược Ukraine, dẫn đến nhiều chế tài từ Mỹ cũng như các đồng minh và đối tác của nước này. VOA dẫn lời ông Jack Kober, cựu phó cố vấn an ninh quốc gia tại Hội đồng An ninh Quốc gia và hiện là thành viên Viện Doanh nghiệp Mỹ, nói rằng sẽ khó có thể tạo ra một chia rẽ nghiêm trọng trong quan hệ giữa Bắc Kinh, Moscow, Bình Nhưỡng khi họ ngày càng đi theo hướng chống lại Mỹ và các đồng minh chủ chốt của Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói trong cuộc họp ở Bắc Kinh hôm 14 tháng 9 rằng Trung Quốc và Nga đã liên lạc chặt chẽ về quan hệ song phương cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Nga Triều xích lại gần nhau khiến Trung Quốc lo lắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm đê.